Hôm nay mình sẽ giới thiệu cái mạch tự động nạp ắc quy đầu tiên. Để mà muốn mà để mà nạp ắc quy thì các bạn sẽ phải có biến áp, mà cái bài của bên biến áp thì mình có cái bài giới thiệu rồi. Và sau khi mà nó đi qua biến áp thì nó sẽ phải đi qua bộ nắn để cho ra cái dòng điện dương và âm để mà nạp ắc quy, mà thường thì nạp ắc quy người ta không lọc qua tụ mà chỉ nắn không. Ở đây mình sẽ nạp bằng cái con đèn công suất, mình sẽ dùng con đèn công suất để nạp cho nó. Các bạn có thể lấy con 2N3055 hoặc là con D718 hoặc là bất kỳ con đèn nào, miễn là nó cứ có cái công suất nó cao một tí thì các bạn lấy để làm cái dòng sạc, cái đèn công suất để mà sạc cho nó. Ở đây thì mình thấy cái con đèn to to này thì mình lấy mình chế tạo thử nghiệm luôn. Tiếp đến là các bạn lấy một cái con sò đệm, con đèn đệm cho cái con đèn công suất. Về thì cái chân E của nó, chân E của con đèn đệm thì các bạn sẽ đấu với chân B của con đèn công suất. Còn cái chân C của con đèn điện thì các bạn sẽ đấu chung với cái chân C của con đèn công suất để nó nối thẳng lên B cộng. Và các bạn nối chung chân hai chân C với nhau và giữa con đèn đệm và con đèn công suất để chạy thẳng lên B cộng. Tiếp đến là các bạn lấy một cái biến biến trở. Cái biến trở này khoảng độ 10K. Và trước khi vào cái biến trở sẽ qua một con điện trở 500 ohm cho đến 1K, tùy theo các bạn cân chỉnh và lắp ráp. Điện trở càng lớn thì cái dòng sạc nó sẽ càng kém đi. Và đầu con điện trở, đầu con biến trở đó qua một con điện trở 500 ohm đó, các bạn sẽ đấu thẳng vào B cộng. Đầu còn lại thì các bạn sẽ đấu vào chân B của con sò đệm. Tiếp theo các bạn sẽ lấy một cái con đèn nhỏ nhỏ, bất kỳ con đèn nào cũng được, nhưng mà khi các bạn lắp cái con đèn nhỏ nhỏ này, tức là cái con đèn đệm thứ hai thì cái con đèn đèn điện này các bạn sẽ phải cân chỉnh cái cực B của nó thật là chính xác và tùy biến, bởi vì mỗi con đèn nó sẽ có một cái độ đóng mở và cái độ nhạy khác nhau, cho nên khi các bạn lắp cái con đèn thứ ba vào thì các bạn sẽ phải thay đổi cái điện trở tại cực B của nó làm sao đó mà khi mà các bạn cân chỉnh nó đạt yêu cầu. Tiếp theo thì các bạn sẽ lấy một cái con biến trở, cũng là con biến trở 10K, và ở đầu biến trở các bạn đấu vào một con điện trở 2,7K. Tuy nhiên thì các bạn có thể tăng cái biến trở này lên đến 5K hoặc 10K, từ 2,7K cho đến 5K. Để mà các bạn cân chỉnh cái con đèn thứ ba nó đóng mở cho nó đạt yêu cầu. Nhiều khi nó dẫn nhẹ nhẹ thì nó cũng làm tụt áp xuống.
Và tại cực âm của đường ra B trừ thì các bạn đấu vô chân E, đấu vô chân E của con sao đệm thứ ba. Tại chân E của con đen công suất thì các bạn sẽ câu cái đường ra để mà làm cái đường nạp. Và các bạn đấu thêm một cái con diode để cho nó bảo vệ cái bình cái mạch khi mà các bạn cắm ngược ngược đầu âm với dương, khi mà các bạn cắm ngược ở quy. Tiếp theo thì các bạn sẽ phải lấy cái biến áp để mà nạp bình. Thì cái bài biến áp nạp bình thì mình đã có cái bài video hướng dẫn rồi. Các bạn thích nạp bình to thì các bạn lấy biến áp to, mà các bạn thích nạp bình nhỏ thì các bạn lấy biến áp nhỏ. Và ở cái con sò công suất này, nhiều khi nếu các bạn cảm thấy dòng nó không đủ thì có thể các bạn có thể sẽ làm lắp hai con song song. Bây giờ mình sẽ cắm điện vào cho nó và đo tại chân chân E của con đèn công suất, tức là cái đường ra của nó thì nó đã có điện. Và mình chập cực B của con sò đệm thứ hai vào thì nó sẽ mất điện. Bây giờ mình sẽ chỉnh con biến trở tại cực B của con sò đệm thứ hai, thì khi mình vặn lên thì nó lại cấp điện, và khi mình vặn xuống thì nó lại ngắt điện. Bây giờ mình lấy một cái bình công suất nhỏ, và mình đo cái bình này xem nó có khoảng bao nhiêu vôn. Thì mình đo cái bình này nó khoảng độ khoảng 12,6 V. 12 cái bình mà khi mà nó no điện thì có nghĩa là nó khoảng 12,6 V. Thì có nghĩa là cái bình này nó đang đang no. Và chân chân E của con đèn công suất chính là cái dòng sạc. Và ở đây cái dòng sạc thì mình để riêng ra, và mình sẽ cấp điện vào cái chân B của con đèn điện thứ ba bằng cái nguồn của ắt quy chứ không phải là nguồn của dòng sạc. Mình sẽ lấy nguồn ắt quy để cấp điện vào chân B của con sò đệm thứ hai, và mình điều chỉnh. Thì khi mình vặn xuống thì nó sẽ đóng, và khi mình vặn lên thì nó sẽ mở. Bây giờ mình vặn cho nó vừa đúng lúc là nó đóng ở cái nguồn là 12,6 V, chứ thì là nó phải đóng, nó không được sạc nữa, hoặc là 13 V tùy các bạn chỉnh. Bây giờ mình sẽ lấy mấy cục pin nối tiếp lại để làm một cái nguồn yếu hơn 12,6 V để mà thử nghiệm. Ở đây mình sẽ đo là sẽ được khoảng độ 12 V. Như vậy là yếu hơn 12,6 V. Nó khoảng độ 11,8 V. Và khi mà các bạn cắm cái nguồn này vào, mà nếu cái dòng sạc nó cho phép sạc thì có nghĩa là đạt yêu cầu. Bởi vì khi nó yếu xuống thì nó phải sạc, còn khi nó khỏe lên thì nó phải cắt. Ở cái mạch này của nó có ưu điểm là nó không có bị cái điện áp chạy ngược, tức là điện áp nó không thể chạy từ cái bình mà chạy sang phía bên cái biến áp được, bởi vì cái đèn nó không cho phép dòng thoát từ E sang C.
con đèn công suất nó không sẽ không cho phép thoát dòng từ E sang C. Và mình cấp cái nguồn 12,6V thì nó cắt cái dòng sạc, có nghĩa là cái dòng sạc nó tụt xuống thấp. Còn mình cấp cái nguồn 11,8V vào thì cái dòng sạc nó sẽ vọt lên, có nghĩa là nó cho phép sạc. Có một vài lưu ý là khi mà các bạn nắn qua bộ cầu diode thì các bạn phải nên có dòng điện ít nhất từ là 14V cho đến 16V thì nó mới đủ yêu cầu và đạt để mà sạc được. Và khi qua cầu diode thì các bạn sẽ phải để một cái cầu chì hoặc là một con điện trở 0,5 ohm nho nhỏ vào đó để mà nhận biết cũng như là để bảo vệ. Bây giờ mình thay vào đó một con đèn con công suất 2N3055 xem nó như thế nào. Thì sau khi mình thay xong, mình chỉnh ở phía bên này chính là cái chiết áp chỉnh dòng của nó, tức là chỉnh dòng sạc khỏe hay là yếu thì các bạn chỉnh ở cái chiết áp bên này. Còn ở cái chiết áp bên này thì là chỉnh khống chế cái mức điện áp nạp. Thì mình lắp con 2N3055 vào thì nó cũng như vậy, tức là nó cũng cấp nguồn 12,6V vào thì nó cắt, và cấp nguồn 11,6V vào thì 11,8V hay là 12V vào thì nó sẽ nạp, tức là khi nạp thì nó sẽ có điện. Bởi vì cái dòng nạp mình đã để tách rời ra, không dính dáng gì đến cái bình cả. Khi các bạn đóng cái dòng nạp vào bình thì các bạn đo đồng hồ nó sẽ không biểu hiện được, bởi vì cái nguồn của bình nó đã có sẵn và cái nguồn dòng nạp nó cũng đã có sẵn, hai cái nó chập nhau thì khi nó sụt áp khó nhận biết được. Cuối cùng khi các bạn cân chỉnh xong thì các bạn sẽ kết nối cái dòng sạc vào cùng với cái chân B của cái con sò đệm thứ hai. Và các bạn lưu ý là khi mà các bạn cân chỉnh xong thì các công biến trở nó hay bị sai chỉ số khi các bạn dùng, thì các bạn phải thay trực tiếp điện trở. Khi mà các bạn chỉnh đúng biến trở thì các bạn đo chỉ số của nó và thay vào đó điện trở thì nó mới không bị sai chỉ số được. Tại cái con điện trở 2,7K đó các bạn, nếu các bạn thấy nó không đạt yêu cầu, các bạn phải thay nó lên đến 5-7K để cho nó có cái dòng cắt chính xác hơn. Về cái nguyên lý của cái mạch thì nó là như thế. Cho các bạn ngâm cứu. Bài hướng dẫn của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.